Thưa quý vị, thời gian qua, giá sắt thép và các vật liệu xây dựng không ngừng tăng cao đã khiến cho việc triển khai các công trình dự án xây dựng nhà ở trong dân gặp rất nhiều khó khăn vì đội giá. Chưa năm nào, giá vật liệu xây dựng lại biến động mạnh như năm nay, nhất là mặt hàng sắt thép. Chỉ trong một tháng, mặt hàng thép đã thông báo tăng giá đến 3 lần, tăng đến 40% so với cuối năm 2021. Các loại vật liệu xi măng, cát, đá, nhôm, kính cũng đều leo thang. Nhằm ứng phó với tình hình bão giá, vật liệu xây dựng, hầu hết doanh nghiệp đều phải bỏ ra khoản kinh phí lớn để đặt mua vật liệu ngay sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư làm dự trữ, đồng thời tập trung siết chặt hoạt động sản xuất tại công trường nhằm giảm thiểu hao hụt vật liệu, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ tiềm lực tài chính để mua dự trữ, đồng thời việc dự trữ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới rủi ro. Cái nguyên vật liệu đầu vào trong ngành xây dựng rất quan trọng và nó chiếm cái tỷ lệ rất lớn trong một cái gói thầu. Thì như cái bài toán của chúng tôi hay tính thì cái giá thép nếu tăng 50% so với cái giá trị năm 2020 thì đâu đó cái mức bù đến giờ phút này thì bắt buộc thì chúng tôi phải tăng từ 5 đến 10% tổng đơn giá phần thô cho cái giai đoạn 2022 thì mới có thể bù lại được cái chi phí, cái phần tăng của giá thép tại thời điểm này. Ngoài cái việc tăng giá các nguyên vật liệu phần thô, ví dụ như các sản xi măng, thép, thì các cái chi phí hoàn thiện khác cũng đồng loạt tăng nhanh theo. Giá các vật liệu xây dựng tăng cao trong khi không thể điều chỉnh hợp đồng đã ký từ trước đó, nhiều chủ thầu lâm vào cảnh phải bù lỗ bởi giá thép liên tục biến động. Ví như căn nhà này, chủ thầu cho biết đã ký kết hợp đồng xây dựng cuối năm ngoái với giá 6,4 triệu đồng trên một mét vuông bao hoàn thiện. Vào thời điểm này, giá ký kết phải hơn 7 triệu đồng trên một mét vuông nhưng vẫn phải chấp nhận mức giá ký kết ban đầu. Từ đầu năm đến giờ thì vật liệu thì có lên, nó lên vật liệu nào cũng lên hết. Mình ký hợp đồng hồi trước Tết nhưng mà hồi mình 20 là mình đã làm rồi. Thực ra mình cũng dự định là trong cái khoảng thời gian mình thi công thì lúc đó cũng chưa lên, có cái nói cho mình như đó. Mà cũng đúng là thực tế là như đó. Tháng lên là mới lên nửa tháng này chứ mấy. Nếu mà tương tự như thế này thì sẽ tăng. Nếu mà giống y chang đi luôn á thì tầm nhà mà y chang như đây cũng phải 7 triệu. Đối với những công trình chuẩn bị chào thầu, các chủ thầu cho biết họ đều đưa ra mức giá mới để đàm phán. Tuy nhiên, tăng quá cao sẽ không ký kết được hợp đồng, nên nhà thầu chấp nhận phương án giảm lợi nhuận, đưa ra mức tăng vừa phải, thấp hơn mức trượt giá của vật liệu xây dựng. Từ năm 2021 đến giờ thì cũng chưa có cái thông báo tăng giá, nhưng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 thì đơn giá thi công của công ty sẽ tăng 5% so với năm 2021. Về mức tăng tăng từ 5 đến 7% thì cũng là một cái phép tính rất tỉ mỉ và rất cụ thể của lãnh đạo doanh nghiệp, cũng trên tinh thần là cân đối hài hòa giữa người tiêu dùng với lại đơn vị thi công như chúng tôi. Trên thị trường thế giới, giá vôi thép và các loại sắt thép thành phẩm tăng mạnh, giá nhiều loại nguyên nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép trong nước tăng, đã đẩy giá thép trong nước tăng phi mã. Thêm vào đó, giá xăng dầu tăng mạnh cũng góp phần thúc đẩy đà tăng giá của các loại vật liệu xây dựng. Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả nước hiện đang bước vào mùa xây dựng. Thế nhưng, đây lại là mùa xây dựng không vui.